Kính thưa quý vị, trở lại với phần thứ nhì của bản tin Top News ngày hôm nay thứ Sáu với Quang Trường và Vũ Kiểm của Viettv Network. Đó là tin Tổng Thư ký của Tổ chức Hiệp ước Minh Bắc Đại Tây Dương khối NATO, ông Jens Stoltenberg đã công du Canada vào đúng dịp 69 năm thành lập một liên minh quân sự. Ông đã có cuộc hội đàm được cho là rất là lạc quan và tích cực với Thủ tướng của Gián Á Đại, Thủ tướng Justin Trudeau tại thủ đô Ottawa về hàng loạt những vấn đề quan trọng của NATO. Phát biểu cho cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm kín, Thủ tướng Trudeau và Tổng thư ký NATO đã nhấn mạnh về vai trò quan trọng của khối NATO và những dấu mốc quan trọng khác của liên minh quân sự trong 69 năm vừa qua, với sự đóng góp của các nước thành viên, trong đó có Gián Á Đại, với một vai trò là một trong những thành viên sáng lập ra tổ chức. Hai bên được biết đã đồng ý cho rằng thế giới hiện nay đang đối diện với nhiều thách thức và sự bất ổn, đòi hỏi các nước phải hợp tác chặt chẽ hơn nữa và mở ra những cuộc đối thoại và nhanh chóng tìm kiếm những biện pháp thích ứng. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp đề cập đến bà cựu tổng thống của Nam Hàn, bà Park Geun Hye. Thưa quý vị, nếu quý vị còn nhớ thì vào những năm của năm 2017 đó, thì bà này đã bị tố giác là đã có những cái hành động tham nhũng, cũng như là có những cái hành động bao che rồi tống tiền những cái công ty lớn, trong đó có Samsung nè, rồi có Lotte ở tại Nam Hàn, để mà họ được cho phép để làm những nhận những cái hợp đồng béo bở trong cái công việc của họ. Thành ra họ đã phải đóng tiền, nộp tiền cho bà này, trong cái tổ chức của bà này, để được làm việc ở tại bên Nam Hàn. Thì nó tóm lại là cái số tiền mà họ tham nhũng lên đến cả 50 mấy triệu Mỹ Kim, thưa quý vị. Sau đó thì thưa quý vị, bà này đã bị tố giác, và cuối cùng khi mà tòa án xử đó, thì bà mình đã bị 18 cái tội danh, và cuối cùng bà này đã bị bắt vào tháng 3 của năm 2017. Cho đến giờ phút này thì thưa quý vị, phiên tòa tiếp theo lại được diễn ra, bởi vì bà Park Geun Hye đã kháng cáo trong cái vụ này, và cuối cùng thì thưa quý vị, mới đây vào ngày hôm qua, tòa án đã xử tiếp và tuyên án bà này phải chịu đựng 24 năm tù giam và phải đóng tiền phạt lên đến khoảng 16 triệu Mỹ Kim. Trước đây quý vị cũng còn nhớ đó, bà này ngoài những cái tội lạm quyền rồi lợi dụng quyền năng để mà có thể tạo ảnh hưởng, ngoài ra thì bà này cũng đã bị cáo buộc là đồng lõa với lại bà Choi Soon Sil, là một người bạn thân của bà này, để mà có thể có những cái mối làm ăn riêng lẻ, bỏ túi riêng. Bà Choi Soon Sil đã từng làm việc, không có phải là nhân viên làm việc trong chính phủ, nhưng bà này đã được bà Park Geun Hye cho phép được làm việc ở trong chính phủ và có những cái hành động giống như là một cái người đã từng nắm giữ quyền lực lớn ở trong chính phủ của Nam Hàn vậy. Cho nên bà này đã vi phạm một cái tội rất là lớn. Tuy nhiên bà Park Geun Hye đã một mực chối từ cái tội trạng của bà. Theo tin cho biết thì bà Choi đó, bà Choi Soon Sil đã bị, trước đó đã bị tòa kết án và phạt 20 năm tù và phải đóng tiền phạt rất là nhiều. Được biết bà Park Geun Hye năm nay 66 tuổi, là con gái của cố tổng thống Hàn Quốc, đó là Park Chung Hee. Bà lên lãnh đạo Nam Hàn từ hồi năm 2013, và cái vụ bê bối tham nhũng đã dẫn tới việc Quốc hội của Nam Hàn luận tội bà Park vào tháng 12 cuối năm 2016. Đến tháng 3 năm 2017 thì bà này đã chính thức bị tòa hiến pháp của Nam Hàn truất phế. Anh Vũ Kiểm. Thưa quý vị, tiếp theo là tin nguyên thủ của nước Pháp và Đức sẽ tới gặp Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump vào cuối tháng 4 tới đây. Theo tin của tờ báo Đức, Loan ngày hôm qua mùng 5 tháng 4 cho biết là Thủ tướng Đức bà Angela Merkel sẽ tới thủ đô Hoa Thịnh Đốn để gặp Tổng thống Trump vào ngày 27 tháng 4. Cuộc gặp này diễn ra chỉ vài ngày sau khi chuyến công du cấp nhà nước của Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron cũng tới Mỹ, và chuyến đi này kéo dài trong 3 ngày từ 23 cho tới 25 tháng 4. Về phần của nữ Thủ tướng Đức, bà Merkel đã từng tới Tòa Bạch Ốc ngày 17 tháng 3 vừa qua cho cuộc họp về thương mại. Và tại cuộc họp tại văn phòng bầu dục, bà Merkel đã hỏi Tổng thống Trump liệu ông có muốn bắt tay hay không, nhưng đương kim Tổng thống của Hoa Kỳ vẫn không trả lời.
Thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến Hoa Kỳ. Tin cho biết là một cái hãng sản xuất chế tạo ra những cái vật bay ở trên không gian đó. Hãng này có tên là Aurora Station. Đây là một cái kế hoạch mà cái công ty này đang chuẩn bị để thực hiện và có thể được đưa vào sử dụng vào năm 2022. Đó là một cái hotel có thể bay bổng ở trên không gian và sẽ được lắp đặt vào trạm không gian quốc tế. Đối với là cái bản tin này cho biết đó, thì để có thể được tham gia vào trong cái chuyến đầu tiên sẽ được diễn ra, được dự trù vào năm 2022, gồm có 6 hành khách. 6 hành khách này sẽ được phi thuyền trở lên không gian và sau đó đó sẽ đưa vào trong cái khách sạn bay này ở trên không gian và được sống trong đó trong vòng 12 ngày. Và dĩ nhiên thưa quý vị, những người mà được chọn đó, ngoài cái vấn đề tiền bạc ra đó, thì cái thể lực của họ cũng phải đủ. Tức là họ phải trải qua một cái lớp huấn luyện rất là đặc biệt để mà có thể chịu đựng được những cái vấn đề mà không trọng lượng, rồi cái vấn đề sinh sống ở ngoài không gian như thế nào để có thể đối phó được trong cái tình trạng mà nó không có giống như mình đang sống ở trên trái đất. Biết với 12 ngày đi thám hiểm không gian cũng như là sống ở trong cái khách sạn này đó, thì cái người du khách đó phải trả cái số tiền là 9,5 triệu Mỹ Kim. Bây giờ họ bắt đầu họ nhận những người ghi danh rồi và họ phải sàng lọc coi những người nào sẽ được đi cái chuyến đầu tiên. Như vậy thì những người nào mà ghi danh đó phải đóng như vậy khoảng 80.000 Mỹ Kim để giữ chỗ của mình. Sau đó đó thì phải trải qua một cuộc xét duyệt về vấn đề khả năng tài chính cũng như về vấn đề sức khỏe của mình để có đủ để mà lên khách sạn nó ngủ hay là không. Thành ra là 9,5 triệu Mỹ Kim thật ra thì cũng không có nhiều lắm phải không anh Vũ Kiểm? Đối với những cái người mà triệu phú, tỷ phú ở Hoa Kỳ thì dư sức họ đi. Nhưng dĩ nhiên về mặt tài chính đối với lại thành phần tỷ phú và triệu phú thì là cái số tiền nhỏ, và chính vì vậy cho nên mới có cái dịch vụ này. Nhưng mà tôi chỉ khuyên một điều, tôi không dám đi rồi. Nếu mà quý ông đó có đi đó thì đừng có mang quý bà đi, tại vì lên trên vũ trụ không gian vô trọng lực không làm gì được hết á. Tối ngày đầu ngược. Nó cứ bay lơ là đúng rồi. Đó là cái vấn đề. Thưa quý vị, tiếp theo là phần tin liên quan tới Việt Nam. Có hai tin chính. Thứ nhất là tin về 6 nhà hoạt động của Hội Anh Em Dân Chủ đã bị kết tội trong phiên tòa ngày hôm qua. Và tin thứ hai là Campuchia đã trục xuất 10 công dân Việt Nam sau khi những người đàn ông này bị bắt vì tội vượt biên và bị nghi là chuẩn bị khai thác gỗ trái phép. Theo tin của tờ Phnom Penh Post cho biết là cảnh sát của Campuchia đã bắt các công dân này nhờ mật báo của những người dân làng. Và họ được thả và bị trục xuất về Việt Nam sau khi cam kết là không khai thác gỗ bất hợp pháp ở tại rừng Campuchia. Điều đáng nói là vụ trục xuất này được thực hiện trong bối cảnh Thủ tướng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tới Campuchia để dự hội nghị thượng đỉnh về vấn đề sông Mekong. Chuyến đi của ông Phúc kéo dài từ ngày 4 cho tới ngày 5 tháng 4 theo lời mời của Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen. Ngoài vấn đề tranh chấp về biên giới, vấn đề người Việt sang khai thác gỗ bất hợp pháp ở tại Campuchia cũng được coi là một trong những vấn đề vô cùng phức tạp giữa hai quốc gia láng giềng này. Thưa quý vị, trong khi đó một bản tin ngày hôm nay cũng đề cập đến việc một vị tướng của Cộng sản Việt Nam, ông Phan Văn Vĩnh, nguyên là Tổng Cục trưởng Cảnh sát cũng như là Bộ Công an vừa mới bị bắt giữ. Trong cái cuộc điều tra liên quan đến một cái đường dây đánh bài lên đến cả ngàn tỷ đã gây chấn động dư luận của Việt Nam trong thời gian gần đây. Công an cộng Việt Nam hôm 6 tháng 4 đã loan báo việc khởi tố bắt giam người mà họ gọi là bị can Phan Văn Vĩnh dựa trên cái điều 281 Bộ luật hình sự của Cộng sản Việt Nam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thông báo này cho biết là ông sẽ bị tạm giam trong thời gian 4 tháng. Theo như hãng tin Reuters loan tin thì nói rằng là ông Vĩnh là một quan chức cảnh sát cấp cao thứ nhì bị giam giữ trong vòng chưa đầy một tháng vì bị tình nghi có liên quan tới đường dây đánh bài xuyên quốc gia trong bối cảnh một chiến dịch chống tham nhũng quy mô ở tại Việt Nam. Được biết quan chức cảnh sát cấp cao bị bắt trước ông Vĩnh đó là cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên là cục trưởng cảnh sát chống tội phạm công nghệ cao. Ông Hóa bị bắt hôm 11 tháng 3. Để điều tra về tội tổ chức đánh bài và dựa trên cái điều luật của luật hình sự. Và theo thông tin chính thức trên báo chí trong nước thì ông Hóa đã bị cáo buộc là đã bảo kê cho đường dây đánh bài do hai ông đó là Nguyễn Văn Dương
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ Cao có tên là CNC và ông Phan Xào Nam, nguyên là Chủ tịch của Hội đồng Quản trị của VTC Online cầm đầu. Cho tới nay đã có ít nhất là 80 người đã bị khởi tố liên quan đến một đường dây đánh bài với số tiền lên đến cả ngàn tỷ đồng. Anh Vũ Kiệt. Và thưa quý vị, sau đây là chi tiết về tin vụ 6 nhà hoạt động trong Hội Anh em Dân chủ đã bị tuyên án, trong đó có luật sư Nguyễn Văn Đài, tổng cộng lên tới 66 năm về tội danh được cho là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79 của Bộ luật hình sự của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Theo bản án, trước hết luật sư Nguyễn Văn Đài đã nhận mức án nặng nhất trong số 6 người bị xét xử ngày hôm qua, 15 năm tù giam và 5 năm quản chế. Luật sư Đài, 48 tuổi, là một trong những người sáng lập ra Hội Anh em Dân chủ ở trong nước. Đây là một mạng lưới hoạt động với khoảng 80 thành viên trên khắp đất nước Việt Nam. Người thứ nhì là mục sư Nguyễn Trung Tôn, là một nhà báo tự do, Trương Minh Đức đều bị tuyên án 12 năm tù giam và 3 năm quản chế. Riêng về phần của blogger Nguyễn Bắc Truyền bị kết án 11 năm tù, trong khi cô Lê Thu Hà là cộng sự của luật sư Đài bị án 9 năm tù. Kỹ sư Nguyễn Văn Trội nhận mức án thấp nhất nhưng cũng với 7 năm tù giam. Hàng loạt những cơ quan nhân quyền của quốc tế và hội ân xá quốc tế đều lên tiếng phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam về phiên xử này. Dự trù phiên xử này diễn ra trong 2 ngày, nhưng ngày hôm qua phiên xử đã kết thúc rất nhanh và gọn. Và đặc biệt nữa là những người thân và các ký giả mà lề trái không được tham dự phiên tòa. Vâng, và ngoài ra được biết sáng ngày hôm nay, anh Vũ Kiểm, một số tổ chức tranh đấu cho dân quyền trong Việt Nam họ cũng đã đứng ngay trước cái phiên tòa để họ chống đối và họ kêu gọi là Cộng sản Việt Nam là phải trả tự do cho những người này đó. Thì ít nhất 13 người cũng đã bị bắt giữ khi mà họ đứng lên, họ nói lên cái tiếng nói của họ ở ngoài tòa, anh Vũ Kiểm. Dạ vâng. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp vẫn liên quan đến tình hình ở trong nước. Tin cho biết là ít nhất đã có 4 người bị thiệt mạng ở tại Quảng Nam. Và những người này đang bị nghi ngờ là đã uống một cái loại rượu có chứa một cái chất methanol. Bản tin cho biết là theo cái cuộc điều tra sơ khởi cho biết là 4 người ở Quảng Nam thiệt mạng sau khi uống rượu, được phán đoán là do rượu có chứa một cái chất methanol. Vào chiều ngày 6 tháng 4 giờ của Việt Nam, thì Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam đã phát đi một cái báo cáo của Chi cục An toàn Thực phẩm tỉnh Quảng Nam thuộc Sở Y tế tỉnh về kết quả giám sát và điều tra cho biết là ngộ độc thực phẩm xảy ra ở tại xã Cà Di, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Và theo báo cáo này thì nguyên nhân của vụ ngộ độc thực phẩm khiến cho 4 người chết ở cái thôn này đang chờ kết quả điều tra của cơ quan công an cũng như là những cái giới mà giảo nghiệm tử thi xem có chính xác như vậy hay là không. Được biết cái tệ trạng mà uống rượu mà pha những cái chất cồn không có tốt sức khỏe nên Vũ Kiểm vẫn thường xuyên xảy ra ở tại Việt Nam. Là tại vì người dân của Việt Nam, nhất là những cái giới trẻ, thanh niên mới lớn đó, họ cũng muốn nhậu nhẹt giống như người lớn, tiền thì không có, nghèo. Thì bây giờ họ tìm cách đủ thứ để họ làm sao có những cái chất thì họ uống vô cho nó say sưa, cho nó phê phê. Thành ra có những cái trường hợp mà họ lấy nước họ pha với lại cồn, họ làm rượu họ uống cũng bị ngộ độc. Rồi có những cái người mà họ cất rượu đó, anh họ làm rượu đó, họ cũng pha chế bằng một cái loại gì đó rất là độc hại, cũng khiến cho người uống bị ngộ độc. Trong trường hợp này đó, thì cái can rượu mà họ mua thì lại họ mua ngay một cái người mà chưng rượu ở tại trong cái địa phương của họ. Thành ra cái người này đang bị bắt để mà điều tra xem là nấu bằng cái gì, có pha cái thuốc rầy nhiều hay là không. Tại vì mỗi lần muốn cho cái rượu nó trong đó thì họ hay bỏ cái thuốc rầy vô cho nó trong. Ở Việt Nam họ hay làm như vậy. Không biết là anh có kinh nghiệm về cái vụ mà uống rượu tại Việt Nam bị ngộ độc không? Không anh, chưa hề. Thứ nhất là tôi không có uống được rượu nặng, nhưng mà có biết về những cái vụ như là tin tức và tin tức như anh vừa mới nói. Cái vấn đề chính là cái xã hội Việt Nam là nghèo, nó đưa đến rất nhiều những cái thảm cảnh đáng thương, đáng tiếc, đặc biệt là cho những thành phần nghèo khó ở Việt Nam. Dĩ nhiên là những người giàu thì họ có tiền, họ có đủ điều kiện tài chính để mà họ uống rượu thật. Người nghèo không có tiền phải uống rượu pha, mà rượu giả và pha những cái chất độc. Ngay cả cái người đi bán rượu giả, đó, chính theo tôi thôi, chính trong thâm tâm của họ, họ cũng đâu có muốn đi giết người.
Nhưng mà vì cái miếng cơm manh áo, đúng không? Thành ra là họ đành phải bỏ ít tiền để kiếm tiền lời nhiều để sinh sống thôi mà thôi. Thành ra họ đã dùng hóa chất để mà nấu rượu, thưa quý vị. Và đến đây chúng tôi xin được kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với Vũ Kiểm và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp. Xin kính chào quý vị và chào anh Vũ Kiểm. Chào anh Quang Trương và kính chào quý khán giả.